nữa không hay tới đây được rồi. Đây là khu đồi cát, khi mà nắng quá các bạn. Cái này các bạn đi vào buổi chiều. Chúng tôi đến đây thì cũng đã 10 giờ nhưng trời rất là nắng, nóng khó chịu lắm. Nắng quá. Mai là YouTube bây giờ.
con nó gọi là mấy con bím, đúng không? Thank you.
tôm hùm anh ạ. Anh, con tôm không 200 kg anh ạ. Cái gì cái đó cái gì 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 c